Bộ phim mở đầu khi một cô gái tên là Teresa, một sinh viên đại học thức dậy trong tình trạng mất phương hướng ở căn phòng ký túc xá của một người bạn mới quen tên là Carter sau một đêm tiệc tùng say khướt. Trên đường trở về phòng ở ký túc xá, Teresa đã khiến một chàng trai chết ngất vì cách ăn mặc thoáng đãng của mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của Teresa, nhưng cô ấy tỏ ra không hào hứng về điều đó khi trở về phòng ký túc của mình. Người bạn cùng phòng tên là Lori đã tặng Teresa một chiếc bánh nướng nhỏ làm quà sinh nhật. Tuy nhiên cô ấy hờ hững nhận nó rồi ném vào thùng rác với lý do chiếc bánh quá nhiều tinh bột. Cô đến lớp khi tiết học đã gần kết thúc, sau đó tham gia một cuộc họp của hội chị em. Một lúc sau Teresa quyết định đến phòng y tế trong khuôn viên của trường để gặp bạn trai của cô ấy tên là Gregory, một giáo sư đang trực tiếp giảng dạy Teresa. Biết được mối quan hệ mờ ám của bạn mình với vị giáo sư đã kết hôn, Lori đã cố gắng ngăn cản Teresa, nhưng cô ấy chọn cách phớt lờ những lời khuyên của bạn mình. Sau đó lẻn vào văn phòng của giáo sư Gregory rồi lao vào anh ấy một cách mất kiểm soát. Bất ngờ vợ của Gregory đến tìm chồng, nhưng cô ấy chỉ nghĩ rằng Teresa là học trò của Gregory. Đêm hôm đó, khi đang trên đường trở về phòng sau khi tham dự một bữa tiệc, Teresa không biết rằng mình đang bị một người đeo mặt nạ theo dõi. Hắn bất ngờ xuất hiện và tấn công Teresa khiến cô ấy sợ hãi bỏ chạy. Nhân lúc Teresa bị vấp ngã, kẻ đeo mặt nạ đã giết chết cô ấy một cách dã man. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Một lần nữa Teresa thức dậy trong căn phòng của một người đàn ông mà cô chưa từng biết tên. Cô ấy nhanh chóng rời đi và nhận ra rằng các sự kiện trong cơn ác mộng của mình đang lặp lại như những gì đã diễn ra trước đó. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể Teresa đang ở trong một vòng lặp thời gian. Khi trở về phòng, Lori đang đợi cô với một chiếc bánh nướng nhỏ. Những điều lặp lại đó khiến Teresa nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Cô bắt đầu có cảm giác bất an nên đã quyết định sẽ cẩn thận hơn. Tối hôm đó trên đường đến bữa tiệc, Teresa đã đi theo một con đường khác để tránh gặp lại kẻ đeo mặt nạ như lần trước. Cô đến bữa tiệc an toàn và bắt đầu quẩy cùng lũ bạn. Nhưng thật không may, khi đang trò chuyện với một trong những người bạn của mình, kẻ đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện. Trong lúc Teresa đang mải nhắn tin thì hắn đã dùng dao giết chết chàng trai. Sau đó quay sang tấn công cô ấy. Một người bạn khác vô tình đẩy cửa vào nhưng lại tưởng hai người đang chuẩn bị mây mưa nên đã vui vẻ rời đi. Ngay lập tức kẻ đeo mặt nạ kết liễu Teresa. Nhưng một lần nữa cô ấy lại thức dậy trong căn phòng của Carter. Cô ấy cuống cuồng rời khỏi đó và vô cùng sợ hãi khi các sự việc lại lặp lại y hệt trong cơn ác mộng của mình. Khi trở về phòng, Teresa kể với Lori về tất cả những gì đã xảy ra với cô ấy. Nghe câu chuyện với chút hoài nghi, Lori khuyên bạn mình hãy nghỉ học một hôm để ổn định lại tinh thần. Một lúc sau Teresa tự nhốt mình trong phòng, cô ấy đóng đinh rào cửa sổ lại và chặn cửa ra vào với hy vọng kẻ giết người sẽ không thể vào được bên trong. Nhưng trước sự kinh hoàng của cô ấy, kẻ đeo mặt nạ lại xuất hiện và giết chết cô trong nháy mắt. Đúng như dự đoán, ngày hôm đó được đặt lại và Teresa thức dậy trong phòng của Carter. Không biết phải làm gì, cô mời Carter đi ăn trưa và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Carter tỏ ra bối rối và không thực sự tin những gì xảy ra với Teresa nhưng vẫn quyết định giúp đỡ cô ấy. Carter suy đoán rằng có lẽ những giấc mơ lặp đi lặp lại của Teresa có liên quan đến ngày sinh nhật của cô ấy. Sau đó họ lập danh sách những người có thể có động cơ giết Teresa. Carter nói rằng Teresa có thể tận dụng vòng lặp thời gian để tìm ra kẻ sát nhân. Teresa hoàn toàn thích ý tưởng đó. Vì vậy cô dành nhiều lần lặp lại trong cơn ác mộng để theo dõi những người mà cô liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Và đương nhiên lần nào cô ấy cũng bị giết bởi kẻ đeo mặt nạ. Dần dần cô ấy quen với những gì diễn ra trong giấc mơ và nghĩ rằng mình không ở thế giới thực. Do đó Teresa vô tư đi khắp sân trường trong tình trạng không một mảnh vải che thân khiến các chàng trai vô cùng bối rối. Một lần Teresa bị tấn công bằng gậy bóng chày, cô ấy tỉnh dậy như những lần khác, nhưng khi chuẩn bị rời đi, Teresa thấy đầu óc quay cuồng và bất tỉnh. Ngay lập tức cô được đưa đến bệnh viện. Giáo sư Gregory nói rằng các báo cáo y tế cho thấy bằng chứng về sự hồi phục sau chấn thương của Teresa. Những vết thương đó nghiêm trọng đến mức nó có thể lấy mạng cô ấy, nhưng bằng cách nào đó Teresa vẫn sống. Cô nhận ra những vết thương mà cô đã phải gánh chịu trong các giấc mơ của mình đang gây ra những tổn thương thực sự về thể chất. Điều đó nghĩa là nếu không thoát ra được vòng lặp thời gian sớm, cơ thể của Teresa sẽ yếu đi theo thời gian và cô ấy có thể chết trong khi ngủ. Lo sợ cho tính mạng của mình, Teresa quyết định trốn khỏi bệnh viện. Cô lẻn vào văn phòng của Gregory và lấy trộm chìa khóa xe của anh ta. Nhưng khi đang tìm cách trốn thoát, kẻ giết người đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện. Gregory đến không đúng lúc nên đã bị kẻ đeo mặt nạ giết chết ngay lập tức. Teresa sợ hãi cố gắng bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi kẻ sát nhân. Hắn bám theo cô đến hầm để xe và đảo mắt khắp nơi để tìm cô ấy. Khi Teresa tìm thấy xe của Gregory cũng là lúc hắn tìm thấy cô. Kẻ sát nhân lập tức đuổi theo nhưng lần này Teresa đã kịp chạy vào xe của Gregory rồi nhấn ga bỏ chạy khỏi bệnh viện trước sự bất lực của kẻ đeo mặt nạ. Ngay khi nghĩ rằng mình đã thoát chết và bắt đầu ăn mừng, Teresa đã bị cảnh sát dừng xe vì chạy quá tốc độ. Cô cho rằng có thể sẽ tốt hơn cho mình nếu bị nhốt trong phòng giam, bằng cách đó cô sẽ tránh xa kẻ giết người. Do đó Teresa nói dối với cảnh sát rằng cô ấy đã lái xe sau khi sử dụng chất gây nghiện.
ngay lập tức cô ấy bị cảnh sát còng tay. Teresa rất vui khi nghĩ mình đã an toàn. Nhưng thật không may, kẻ sát nhân đã giết chết viên cảnh sát và từ từ tiến về phía Teresa, sau đó phóng hỏa giết chết cô ấy một lần nữa. Và cô ấy lại thức dậy trên giường của Carter. Anh ấy hỏi vì sao cô la hét trong khi ngủ. Teresa điên cuồng trả lời rằng cô ấy liên tục bị sát hại bởi một kẻ không rõ danh tính. Carter nghĩ rằng cô ấy đang đùa, nhưng khi Teresa dự đoán những sự kiện diễn ra trong ngày hiện tại, anh ấy đã hoàn toàn bị sốc. Suốt thời gian qua, Teresa luôn phớt lờ các cuộc gọi của cha mình. Teresa tiết lộ rằng cô trùng ngày sinh với mẹ cô. Tuy nhiên, 3 năm trước mẹ cô đã qua đời một cách bi thảm, điều đó đã cắt đứt mối quan hệ của cô với cha mình. Trong khi cả hai đang nói chuyện tại một quán ăn, họ tình cờ xem bản tin về một tên tội phạm là John Tom. Hắn là kẻ giết người hàng loạt đã sát hại 6 nạn nhân nữ. John là đối tượng bị truy nã trên toàn quốc và hiện đang bị giam giữ tại bệnh viện của trường. Linh tính mách bảo Teresa rằng John chính là kẻ giết người đeo mặt nạ. Ngay lập tức cô chạy đến cảnh báo các nhân viên ở đó rằng John sắp bỏ trốn. Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn. Khi chạy đến phòng của anh ta, Teresa phát hiện ra một sĩ quan cảnh sát đã bị giết chết. Bất ngờ kẻ đeo mặt nạ bắn về phía Teresa. Cô ấy cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị hắn ta đuổi kịp. Kẻ sát nhân tháo mặt nạ và định kết liễu Teresa. Đúng lúc đó Carter lao vào nhưng đã bị hắn ta đánh gục. Teresa nhặt súng lên bắn về phía hắn nhưng súng không có đạn, vì thế hắn đã giết chết Carter trong chớp mắt, sau đó tiếp tục đuổi theo Teresa. Kẻ giết người dồn cô đến một tháp chuông gần đó và cuối cùng đã bắt kịp cô ấy. Nhưng lần này Teresa đã chuẩn bị kỹ càng, cô ấy vung thanh sắt đánh vào đầu kẻ sát nhân khiến hắn bất tỉnh. Tuy nhiên khi chuẩn bị giết chết hắn ta, Teresa nhận ra rằng nếu cô không chết thêm lần nữa, Carter sẽ ra đi mãi mãi, vì vậy cô ấy chạy lên đỉnh tháp và quyết định hành động vì Carter. Ngay khi tỉnh dậy trong phòng của Carter, Teresa đã ôm anh ấy một cách trìu mến và cảm ơn anh vì đã cứu mạng mình. Carter không hiểu Teresa nói gì nhưng vẫn đón nhận cái ôm của cô ấy. Hóa ra anh chàng đã thích Teresa từ lâu, trong khi đó cô dần tự tin hơn về việc giải quyết các vấn đề trong cơn ác mộng của mình. Vì đã biết danh tính của kẻ sát nhân nên Teresa vui vẻ sống qua mỗi ngày. Cô ấy báo trước những gì diễn ra cho mọi người, đặt gối cho anh chàng bất tỉnh và cư xử thân thiện với những người xung quanh. Sau đó trở về ký túc xá và xin lỗi Lori vì đã là một người bạn tồi. Teresa cũng kết thúc cuộc tình của cô ấy với giáo sư Gregory. Cô nói rằng mình không thể thay đổi những gì đã làm trong quá khứ, nhưng cô muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tại buổi họp căng thẳng của hội chị em, Teresa ăn rất nhiều đồ chiên giàu calo để bảo vệ một người bạn bị mọi người chê béo. Khi Carter đến tìm, Teresa không ngần ngại ôm hôn anh ấy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau đó cô đi đến nhà hàng nơi bố cô đang đợi. Teresa xin lỗi ông vì đã đến muộn và cuối cùng hai cha con cũng có thể nói chuyện với nhau sau nhiều năm xa cách. Teresa giải thích rằng vì nhớ mẹ rất nhiều nên cô đã né tránh ngày sinh nhật của mẹ. Nhưng việc trốn chạy sự thật càng khiến cô ấy khổ sở hơn. Cuối cùng cô ấy xin lỗi bố vì đã luôn phớt lờ ông ấy. Teresa hứa rằng từ giờ cô sẽ trở thành một cô con gái tốt hơn. Sau khi hàn gắn mối quan hệ với cha, Teresa đã sẵn sàng đối mặt với kẻ sát nhân. Cô đến bệnh viện trong khuôn viên nơi John đang bị giam giữ và lấy trộm khẩu súng từ cảnh sát đang canh gác phòng của kẻ sát nhân. Sau đó đột nhập vào bên trong rồi lạnh lùng bóp cò nhưng súng bị kẹt đạn. Ngay lập tức cô bị hắn phản công và dùng dao uy hiếp. Sau đó đánh đập Teresa một cách dã man. Nhưng ngay trước khi hắn chuẩn bị kết liễu Teresa thì toàn bộ khu nhà bị cắt điện. Cô biến mất một cách bí ẩn và xuất hiện với một khẩu súng trên tay. Lần này cô bắn hắn không trượt phát nào, kết thúc số phận của kẻ giết người hàng loạt. Đêm hôm đó hai người ăn mừng chiến thắng và tổ chức sinh nhật cho Teresa bằng chiếc bánh nhỏ mà Lori đã tặng. Ngày hôm sau cô thức dậy trên giường của Carter, nhưng bằng cách nào đó vòng lặp thời gian vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó cho thấy John không phải là kẻ sát nhân đeo mặt nạ. Teresa lo lắng lao ra khỏi phòng Carter và trở về ký túc xá của mình. Sau đó cô ấy thu dọn đồ đạc với ý định bỏ trốn. Cùng lúc đó Lori tiến đến gần với một chiếc bánh nướng sinh nhật. Nhìn thấy nó, Teresa đã nhận ra một điều gây sốc. Vòng lặp trước là lần duy nhất cô ấy ăn bánh nướng của Lori. Vì cô ấy đã chết ngay sau đó, Teresa kết luận rằng Lori đã đưa cho mình một chiếc bánh tẩm độc. Sau đó là đoạn hồi tưởng của Teresa. Trong vô số giấc mơ của cô ấy, khi Lori ném chiếc bánh tẩm độc vào thùng rác, Lori đã quyết định giết cô ấy bằng một cách khác. Vì vậy cô ấy đã đeo chiếc mặt nạ đáng sợ và bắt đầu khủng bố Teresa. Cô ta lấy John làm tấm khiên che chắn cho mình. Quay trở lại hiện tại, khi Teresa chất vấn Lori về tất cả điều đó, cuối cùng mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Lori thừa nhận rằng mình đang có tình cảm với giáo sư Gregory, nhưng mỗi khi ở bên Lori, anh ấy luôn nói về Teresa. Điều đó đã kích thích sự ghen tuông mù quáng của cô ấy. Vì vậy cô ta quyết định tiêu diệt tình địch của mình. Kế hoạch của Lori là giết chết Teresa, sau đó thủ tiêu vợ của giáo sư Gregory để có thể độc chiếm anh ấy. Sau khi tiết lộ âm mưu của mình, Lori lao vào tấn công Teresa và một cuộc chiến đầy kịch tính diễn ra sau đó. Cuối cùng Teresa đã nhét chiếc bánh tẩm độc vào miệng Lori, sau đó đạp cô ta văng qua cửa sổ ở tầng 2 giết chết cô bạn độc ác ngay lập tức. Ngày hôm sau,
Khi Teresa đang ngồi cùng Carter thì thấy điện thoại của mình đổ chuông cùng với một giai điệu chúc mừng sinh nhật. Sau đó cô thức dậy trên giường của Carter, điều đó khiến cô ấy vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên Carter thừa nhận rằng anh chỉ đang chơi khăm Teresa, sau đó hai người trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video hấp dẫn khác nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!